Trở lại với một câu chuyện văn hóa trong nước. Thưa quý vị, hôm mùng 3 tháng 3, hình nghệ nhân Hà Thị Cầu, pho sử sống về nghệ thuật hát sẩm nhân gian, người được coi là một trong số ít những báu vật nhân văn sống, nắm giữ một di sản văn hóa phi vật thể quý, có lịch sử hàng trăm năm tồn tại của Việt Nam, hát sẩm, đã qua đời, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người yêu văn hóa dân gian. Và nghệ nhân Hà Thị Cầu còn được biết tới là người duy nhất có thể trình diễn sáng tạo những bài hát sẩm đậm chất truyền thống và cũng là người thầy đã truyền dạy rất nhiều bài hát sẩm cho các thế hệ học trò. Và tất cả những điều đó đã làm nên một hình ảnh nghệ nhân Hà Thị Cầu như là biểu tượng của điệu sẩm đường phố mộc mạc, dân dã và đi vào lòng người. Vì sao đến nay bà vẫn được xem là người hát sẩm cuối cùng của thế kỷ với giọng hát, tiếng đàn chưa có ai sánh được? Chúng ta cùng dành ít phút để nhìn lại trong phóng sự sau đây. Những âm thanh ấy mãi mãi sẽ chỉ còn là kỷ niệm. Dẫu hình của Bu Cầu, cách gọi thân thương của những thế hệ học trò yêu mến bà vẫn hiện diện trong hai cây đàn nhị, vật giá trị nhất mà cả cuộc đời gắn bó với sẩm bà luôn nâng niu bên mình. Nhiều người mê sẩm tìm đến bà để học hát, học đàn, nhưng sao đến giờ vẫn chưa có ai hát sẩm mà day dứt, mộc mạc, ám ảnh người nghe như bà Cầu. Cũng như sẽ chẳng có ai dùng cây đàn nhị với dây đàn không được làm từ dây tơ, dây cước mà được chế từ dây phanh xe đạp, nhưng tiếng đàn có thể réo rắt đến thế. Nếu chúng ta muốn hiểu sẩm là gì thì chúng ta hãy nghe cụ hát chỉ cần một bài thôi, thì trong đó bao gồm tất cả đầy đủ bốn cái yếu tố: thứ nhất là về cấu trúc âm nhạc, thứ hai về văn học, thứ ba về nhạc khí và thứ tư là môi trường diễn sướng. Thì trong bốn cái yếu tố này cụ đều thể hiện đầy đủ những cái diện mạo của hát sẩm. Đạo diễn Lương Đình Dũng, một người say mê sẩm, đã dành hơn 2 năm chỉ để quay Sẩm Đỏ, bộ phim khắc họa chân thực về cuộc đời ẩn sau tiếng hát nhiều thăng trầm của nghệ nhân. Sau bộ phim ấy, cái động lại lớn nhất với anh, thật lạ, không phải là những bài sẩm cổ đã quá quen thuộc của Bu Cầu, mà là cái tâm của người hát, cái tâm của một nghệ sĩ được sinh ra từ trong vất vả cơ cực, mà cả cuộc đời vẫn trong vắt, không vướng bận toan tính, một lòng dành để yêu sẩm. Thưa quý vị, thưa các bạn, nghệ nhân Hà Thị Cầu, người được xem như là pho sử sống về hát sẩm và một trong số ít báu vật nhân văn sống, đã ra đi vào ngày 3 tháng 3 vừa qua, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người yêu văn hóa văn nghệ dân gian. Vậy vì sao có một hình ảnh Hà Thị Cầu như một biểu tượng của sẩm đường phố, mộc mạc, dân dã đi vào lòng người? Vì sao bà được xem như là nghệ nhân hát sẩm cuối cùng của thế kỷ 20? Chúng ta sẽ cùng nhìn lại những hình ảnh trong phóng sự sau đây. Những âm thanh này mãi mãi sẽ chỉ còn là kỷ niệm. Dẫu hình ảnh của Bu Cầu, cách gọi thân thương của những thế hệ học trò yêu mến bà vẫn hiện diện trong hai cây đàn nhị. Những vật giá trị nhất mà cả cuộc đời gắn bó với sẩm, bà luôn nâng niu bên mình. Nhiều người mê sẩm tìm đến bà để học hát, học đàn, nhưng sao đến giờ vẫn chưa có ai hát sẩm mà day dứt, mộc mạc, mà ám ảnh người nghe như bà Cầu. Cũng như chắc sẽ chẳng có ai dùng cây đàn nhị với dây đàn không được làm từ dây tơ, dây cước mà được chế từ dây phanh xe đạp, nhưng tiếng đàn lại có thể réo rắt đến thế. Chúng ta muốn hiểu sẩm là gì thì chúng ta hãy nghe cụ hát chỉ cần một bài thôi, thì trong đó bao gồm tất cả đầy đủ bốn cái yếu tố: thứ nhất là về cấu trúc âm nhạc, thứ hai về văn học, thứ ba về nhạc khí và thứ tư là môi trường diễn sướng. Thì trong bốn cái yếu tố này cụ đều thể hiện đầy đủ những cái diện mạo của hát sẩm. Đạo diễn Lương Đình Dũng, người rất say mê sẩm, đã dành hơn 2 năm chỉ để quay Sẩm Đỏ, bộ phim khắc họa chân thực về cuộc đời ẩn sau tiếng hát nhiều thăng trầm của nghệ nhân. Sau bộ phim ấy, cái động lại lớn nhất với anh, thật lạ, không phải là những bài sẩm cổ đã quá quen thuộc của Bu Cầu, mà là cái tâm của người hát, cái tâm của một nghệ sĩ được sinh ra từ trong vất vả cơ cực, mà cả cuộc đời vẫn trong vắt, không vướng bận toan tính, một lòng dành để yêu sẩm. Khi người nghệ sĩ mà người ta sống, tức là người ta có tâm, thì nó ẩn hiện ở trong cái tiếng hát đấy, cũng sẽ làm cho cái tiếng hát đấy nó trở nên tốt đẹp hơn, nó thanh thoát. Cụ nói rằng là tham gì con, đấy, tham nhất của người già bây giờ là để lại cho con cháu những cái gì,
gian dạy cho con cháu những cái gì, thì mình cái đấy là cái ấn tượng mà khi mình làm phim về cụ. Có nhiều làn điệu mà cụ chưa thể truyền dạy được hết, nhưng bây giờ không may thì cụ đã qua đời, thì nói chung là bọn em sẽ cố gắng để tìm tòi hơn và để phát triển hơn những nghệ thuật hát sầm này. Dẫu để lại nhiều nỗi tiếc vì còn những tinh hoa của sầm chưa được trao truyền, thì ít nhất vẫn còn đó một hồn sầm đau đáu với nghề tổ để lớp trẻ soi vào. Chỉ có điều, không biết đến bao giờ nghệ thuật hát sầm Việt Nam mới lại có một giọng hát như thế, một tấm lòng như thế. Sầm đi đâu mà giàu, chả đi đâu mà có mà giàu cả. Ai ta có cố tình mà ta muốn học thì là mình chịu khó vậy. Thôi thì còn sống ngày nào, năm nào, tháng nào đấy thì người ta đến ta học thì mình dạy thì ta. Trong nghệ nhân Hà Thị Cầu, tên thật là Hà Thị Năm, sinh năm Mậu Thìn 1928 tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, trong một gia đình ba đời hát sầm. Chả mất sớm, bà cùng mẹ về sinh sống tại thôn Quảng Phúc, xã Yên Phong, huyện Yên Mô, Ninh Bình. Lên 8 tuổi, bà đã bê chiếc thau đồng theo bố mẹ lê la khắp các chợ quê để hành nghề hát sầm kiếm sống. Sống tại Yên Mô, Ninh Bình, hai mẹ con bà nương nhờ học hát tại nhà ông trùm sầm Tránh Trương Mậu, khi đó là trưởng 6 gánh hát ở Ninh Bình. Sau đó, bà trở thành vợ của ông trùm sầm Tránh Trương Mậu. Bà không biết chữ, nhưng bà là người thông minh và rất giỏi làm thơ và sáng tác các bài hát sầm. Hầu hết các bài hát sầm mà bà biểu diễn đều là do bà tự đặt lời và truyền dạy cho con cháu. Nghệ nhân Hà Thị Cầu từng được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian và nghệ sĩ ưu tú. Năm 2008, bà nhận được giải thưởng Đào Tấn, giải thưởng cho những đóng góp cho việc gìn giữ bốn quý nghệ thuật dân tộc. Cả cuộc đời bà sống trong gian khó, gia đình là một trong những hộ nghèo ở huyện Yên Mô, Ninh Bình. Cuộc đời bà như một con tầm đã xong kiếp nhà tơ. Một báu vật của nghệ thuật hát sầm đã ra đi, để lại niềm tiếc thương và câu hỏi lớn về việc lưu truyền và gìn giữ hát sầm trong cộng đồng hôm nay. Cá rô chiếc cống để nuốt đầu con liu liu.